Chào mừng đoàn nghị sĩ Nhật Bản đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Nhật Bản và không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, dựa trên cơ sở quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, hai nước Nhật Bản và Việt Nam có nhiều cơ hội để đạt được những thành tựu mới trong tương lai trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ, nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh và đánh giá cao việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật Bản đã sớm có những phát biểu mạnh mẽ và ra nghị quyết phê phán hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống, trong đó có cả tàu quân sự của Trung Quốc trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành vi này của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Mặc dù Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc đã thay đổi lập trường và tham vọng đối với Biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn gìn giữ hòa bình, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và những lợi ích chính đáng của mình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Nhật Bản tiếp tục lên tiếng ủng hộ lập trường của Việt Nam về tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo tự do, an toàn hàng hải và thương mại, không để hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực bị đe dọa. Bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Toshihiro Nikai và các thành viên trong đoàn nghị sĩ Nhật Bản khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm mục đích thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và nhân dân hai nước. Cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm chung về điều kiện tự nhiên, trong đó có việc thường xuyên hứng chịu hậu quả của thiên tai bão lũ, các thành viên trong đoàn mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong việc phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai, dành những ấn tượng tốt đẹp cho đất nước và con người Việt Nam. Ông Toshihiro Nikai và các thành viên trong đoàn tin tưởng quan hệ hai nước sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.